Ok, bạn mới có biết càng xuyên rồi, mình tiếp tục làm video mới nha. Hôm nay mình sẽ đi phần robot one và mình tiếp tục mình sử dụng trang phục là view button custom. Kết hợp lại bát bài thì đó mai và mình sẽ dùng dịch chuyển này, nó mình sẽ dịch chuyển các nhân vật trong cái dòng này nha. Rồi có một cô bé áo sơ mi đỏ đang đi ngang qua nghe, bây giờ mình sẽ dịch chuyển cô bé sơ mi đỏ luôn. Đó, thế là chúng ta đã thành công. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên phòng trên này nha và dịch chuyển luôn bolix đầu trận này. Chúng ta sẽ để cửa hở này để nhiễu vòng lại như các bạn. Chúng ta là ông sẽ vòng qua và thấy mình liền. Rồi, ông thấy cái cửa mở, ông đứng lại một cái, mình sẽ đi băng vào đây để khỏi bị phát hiện nha. Đó, thế là chúng ta đã thành công nha các bạn. Rồi, giờ tiếp theo là mình sẽ đi qua cái camera, cái tia laser và camera này. Đó, mình tới cái thùng này mình núp vô nghe. Ok, mình sẽ núp vô cái thùng này. Rồi, bây giờ mình chờ nó quét qua, mình sẽ đi xuống nha. Ok, bây giờ mình sẽ xuống đây dịch chuyển cái cụ già này luôn các bạn. Đó, mình sẽ mở cái cánh cổng này và đi vô. Mình phải lấy một cái khay nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cổng đi vô. Đó, lấy cái khay mà mình sẽ chạy ra. Rồi, thế là mình đã có cái khay mở lấy vàng luôn. Đó, thế là chúng tôi dịch chuyển thành công. Rồi, giờ mình sẽ kết thúc phần bình luận tại đây. Thì các bạn đã xem ủng hộ kênh của mình. Ok, thì các bạn đăng ký xuống bấm. We'll be right back.
Thank you.